Giới chức Australia cho biết làn sóng lây nhiễm Omicron gần đạt đỉnh, nhưng cảnh báo nước này vẫn sẽ ghi nhận nhiều ca nhiễm hàng ngày trong vài tuần tới. Dữ liệu chính thức cho thấy số ca nhiễm đã giảm 3 ngày qua, trong khi mức tăng ca nhập viện ở New South Wales, bang đông dân nhất Australia, đã chậm lại một chút. Hầu hết các bang đang phải chống chọi với số ca nhập viện kỷ lục trong làn sóng lây nhiễm do biến chủng Omicron. Giới chức cho biết người trẻ chưa tiêm chủng chiếm số lượng đáng kể các ca nhập viện.